ai mua chiều tôi bán chiều cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Đó, ăn cắp cái bài hát của Hàng Bạc Tử để mà PR cho bản thân. Và em đây là chuyên gia tư vấn mà bán những chiêu. Những cái chiêu là cái gì? Là những cái cách thức mà mình có thể xoay chuyển tình huống và mình có thể giải quyết được vấn đề của mình. Có lẽ rằng rất là nhiều người tìm đến với tôi, nói ngon, nói ngọt đã nói rồi, quỳ dưới chân chồng đã quỳ rồi, nói những lời yêu thương đã nói rồi, nhưng mà không xoay chuyển được cục diện. Vậy thì đến tìm em đi, em bày cho các chiêu thức sống khỏe, sống nhẹ. Cho dù anh chị không được chồng yêu, các anh chị vẫn không bị điêu đứng. Các anh mà có vợ ngoại tình, các anh tha thứ không được cho vợ ngoại tình, các anh tìm đến với em. Em nghe câu chuyện của các anh, em nắm bắt được tính cách của các anh, em hiểu được vấn đề của các anh, em nắn cho các anh đúng vào, giống hình như trạng thái mà các anh bị trẹo chân đó. Rắc, đúng thầy là đúng bệnh, êm ru, không có bị sưng đau nhất nữa. Em nắn cho rất là nhiều cuộc hôn nhân bền với nhau rồi. Nếu mà em nắn cho một cái cuộc hôn nhân mà về sống với nhau không hạnh phúc, thì cái sự mà gắn bó với nhau em chẳng được phước gì, và anh chị cũng càng thêm khổ. Nhưng mà làm sao để cho các anh chị hạnh phúc ở bên cạnh nhau, viên mãn bên cạnh nhau, mà ở với nhau mà không có gây sự đau khổ cho nhau, thì đó chính là công việc của em đấy. Thế nên các anh chị cần tư vấn liên hệ Zalo, Viber, Facebook 0938100958. Nếu các anh chị ngại, sợ em, các anh chị không cần kết bạn, các anh chị có thể liên hệ với em qua tin nhắn. Em không cần biết anh chị là ai, em chỉ cần chỉnh sửa nội dung cho anh chị. Và em không có tiết lộ những bí mật đó. Dựa trên một nền tảng, em thực hiện làm những video này để giúp cho những người không có tiền đi tư vấn em, họ nghe những cái video như thế này để họ có thể giảm bớt nỗi đau, đồng thời là thông suốt. Và thực sự có những người đã nghe video của em, không tư vấn em, nhưng mà đã tặng tiền cho kênh của em để hỗ trợ những cái công việc mà thiện lành em đang làm, giúp đỡ mọi người phụ nữ. Bởi vì thông thường người ta tư vấn và tư vấn kiểu dạng như em là tư vấn quỵt tẹt, có như là tư vấn không có cái gì giấu. Thì những người cùng nghề giống như em học tư vấn mà không có kiến thức đường đời thì học từ em, họ cũng có những lời cảm ơn em. Em vẫn biết là có nhiều người xem video của em là những người đang học tư vấn, và thậm chí là họ đang hành nghề tư vấn. Em rất cảm ơn các chị nha, các chị đã xem em là một người mà các chị học hỏi để mà nâng đỡ những người mà khốn khổ trong cái đường tình yêu tình ái. Thì chúng ta là những người cộng sự, cạnh tranh tích cực và hỗ trợ cuộc sống. Thế nên là em rất là trân trọng các chị nào mà học hoặc là làm nghề cùng với em mà coi em là một cái người coi như là đối thủ của các chị. Em rất là vinh dự được trở thành đối thủ của các chị. Bởi vì khi mà em được các chị cạnh tranh, các chị mà không thích, không ưa em, thì chứng tỏ là các chị đã đề cao em. Đó. Thay vì em sẽ nói xấu hoặc là em bực tức, thì em thấy rằng mình được cạnh tranh, được người khác đố kỵ là một điều rất là vinh dự cho em. Bởi vì đơn giản các anh chị đã nghĩ rằng em hơn các anh chị, có thế thôi. Nhưng mà em thì không sân si chuyện đó, ai làm gì thì cứ làm. Còn em thì em cứ làm những cái việc mà em cho rằng thiện ích cho đời. Đó là phần tư vấn của em, đem đến cho những người ở vùng sâu, vùng xa những cái sự giải tỏa tâm lý. Họ không có tiền, hoặc là thậm chí họ không biết cách liên hệ, cũng như là họ chưa đủ duyên để gặp em ha. Và có nhiều chị đã nghe kênh của em 2-3 năm trời rồi mới quyết định đi tư vấn. Để mà nhận được đồng tiền tư vấn nó rất là khó khăn. Thế nên là tùy duyên. Thế nên là em cũng không có kiểu dạng mồi chài. Đó, em không mồi chài. Có bữa rồi có chị nào chị nói là nếu mà chị chuyển khoản cho em mà em khóa máy luôn á thì chị cũng không buồn đâu. Thì em mới nói với chị là không không, chị ơi chị đừng có chuyển khoản cho em nha. Em chặn số chị luôn. Đấy, em chặn số chị luôn để mà em không có lừa chị. Đấy, vì bản chất của một cái đứa đi lừa là nó sẽ rất là chiều chuộng cái đối tượng nó lừa. Nó chiều chuộng làm sao để người ta phải lừa, bị mất tiền thì thôi. Thế nên là tôi chặn luôn. Đấy, tánh của tôi nó vậy ha. Có nhiều người tôi có thể miễn phí cho họ, nhưng mà có những người coi trọng đồng tiền của tôi dẹp luôn, cho nó nhẹ. Coi như là vứt rác ra khỏi não, cho nó khỏe ha. Tánh của tôi nó rõ ràng vậy, cho nó nhẹ. Bây giờ, cái chị này á, em xin phép cười một cái. Em chưa có ai đặt cho em cái câu hỏi như thế này. Chị đặt cho em cái câu hỏi này hiển hiện. Em đang đánh chồng của em, mà bây giờ chồng em nói là bà đừng có thấy tôi đánh bà, mà, à quên, bà đừng có tưởng, bà đừng có thấy là tôi không đánh bà mà bà đánh tôi hoài, nghe chưa? Bà mà đánh tôi một phát nữa thôi á, bà đánh tôi một cái nữa là tôi đánh bà đó. Ông gầm lên như vậy nè, gầm lên như vậy nè, ông tức lắm rồi. Vậy thì theo em làm gì? Em xin phép thưa với chị như vậy nè, em chưa bao giờ đánh chồng em. Thứ nhất, đó không phải là các em hành xử. Cái thứ hai là em đánh không lại.
Tại vì ông chồng đầu tiên của em, ông là võ sĩ Aikido, ông là thầy dạy học của em. Chị nghĩ xem em đánh nổi ông không? Chắc chắn là không. Và em cũng không có bị chồng đánh ha. Và ông chồng thứ hai á, ông là cái nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn, nhà khoa học, người có kiến thức, tri thức. Giờ em tự nhiên đi đánh nhau với chồng, em có rất nhiều cách giải quyết, tại sao phải vật lộn ra để đánh nhau trong cái sự thắng thua? Đối với em, cái chuyện mà đánh nhau để giải quyết vấn đề nó như là một cái chuyện hài hước, nên em không chọn hình thức đó. Tuy nhiên, chị hỏi em vậy, em nói là em không có ở trong tình huống của chị, em không trả lời câu hỏi được của chị, nhưng mà em nghĩ rằng chị sẽ sút luôn chồng chị luôn, chứ chị chẳng phải dạng vừa. Và cuối cùng chị đã nói với em rằng là sau khi nghe chồng chị nói như vậy, chị knock out cái chân chị lên mũi, làm chảy máu mũi luôn. Lần đầu tiên em mới thấy có người đặt cho em cái câu hỏi là nếu mình đánh chồng thì mình có nên đánh tiếp hay không. Cái câu chuyện của chị là có lẽ đây là cái câu chuyện mà hình như là sau 5 6 năm em tư vấn đến bây giờ thì hình như chị là người thứ hai mà em gặp cái trường hợp là vợ đánh chồng, tức là cái trường hợp mà đàn ông mà đánh vợ thì gọi là vũ phu, mà đàn bà mà đánh chồng thì được gọi là vũ nữ nha các chị nha. Thì chính vì trong cái tình huống chị vũ nữ này á, chị thường xuyên đánh chồng và chị đi tìm tôi, chị hỏi anh câu này nè, làm sao để chị đừng đánh chồng nữa? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái vấn đề trọng tâm thứ hai nữa là làm sao để mà chị đừng có bao giờ nghĩ đến cái con người thứ ba nữa. Bởi vì cái vấn đề mà chị nghĩ đến con người thứ ba là rất là tức. Và làm sao để cho chị không có bị điên lên vì cay cú về cái vấn đề là chồng chị đã bỏ một số tiền lớn cho người thứ ba. Và cái điều mà chị cay nhất, đắng nhất, tức nhất đó chính là đưa cho con nhỏ người thứ ba cái thẻ ATM, mà cái thẻ ATM nó là mua rồi trả sau. Mua trả trước nó là khác, mà mua trả sau là khác. Các bạn biết rồi đó, thẻ thì có hai dạng, credit và debit đúng không? Là một cái dạng thẻ mình cà xong thì mình cà cho sướng tay đi, rồi cuối tháng mình trả lẻ lưỡi. Còn một cái dạng là có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Mà đằng này anh chồng á, anh lại đưa cho người thứ ba cái thẻ mà em cứ xài cho sướng tay đi rồi anh sẽ trả. Thì bà có cảm giác bà đau đớn vô cùng. Bà nghĩ rằng cái người đàn ông này đã làm tất cả mọi thứ cho người đàn bà thứ kia. Thế nên là rất là đau. Và hành động của chị, đây là chị Đại nha, chị Đại này á, chị đã đến nhà người thứ ba, chị đòi cái thẻ của chồng chị lại, đồng thời á, chị theo dõi, chị gắn camera, chị quan sát, rồi chị hiểu vấn đề và chị tìm đến, chị kêu chồng chị chở đến nhà người thứ ba. Thì cuối cùng á là chồng chị đã đến chở chị đến, rồi cuối cùng khi mà thấy người thứ ba á, thì anh nói là người thứ ba không trả thẻ, thì chị mới kêu chị đến tận phòng trọ, chị vô là chị sút nó máy sút luôn, chị đập nát cái điện thoại của nó luôn và chị bắt nó phải chuyển trả lại đâu hình như là 10 triệu để cho chị lấy lại được cái số tiền đó. Chị hả cơn giận, cái số tiền mà chị lấy lại 10 triệu với cái thẻ của chồng chị lấy lại được rồi. Tuy nhiên á là trước khi mà để mà tra vấn là chuyện này á, chồng chị đã chối quẩn chối quanh, tức là không muốn chị can thiệp vào cái chuyện này. Tuy nhiên á, bà vợ là chị khách hàng này, bà rất là thông minh, bà rất là linh hoạt, tại vì chị này là dân buôn bán, thì chị bắt chồng chị phải làm và thực hiện những cái điều này. Và cuối cùng là khi mà chị đã ra tay mà coi như là xử đẹp em người thứ ba, thì chồng chị khi mà thấy hai bà gặp nhau là ông phóng lên xe, ông đóng cửa, ông giữ cái bản thân ông sợ bị đánh. À, thế này là ông lo giữ thân ông trước. Em vừa tư vấn cho chị mà em vừa buồn cười và rất là thương ông chồng của chị. Em cũng thấy rằng ông chồng của chị là một người có vẻ như là dưới cơ chị ha, sợ chị ha, và có vẻ như anh ta rất là sợ đòn. Đó, anh ta nói là anh ta sẽ đánh chị nhưng mà có vẻ như là anh ta chưa đánh được chị lần nào hết. Và có thể vẻ như là cái thế của chị tát vậy là chồng chị mất hồn rồi. Đó. Ở những cái trường hợp mà những người vũ phu như không phải vũ nữ như chị á thì thông thường lại có một ông chồng rất là hiền, thường thường ông chồng đấy lại rất ngon ngọt, thường thường ông chồng đấy nói những lời nỉ non, coi như là dẻo miệng đó, là một người đàn ông cái miệng nó như quẹo quéo vậy đó, cái miệng nó giống hệt như là kẹo mặt nha vậy đó, nó rất là dễ thương, dễ chiều và ngon ngọt với chị. Thì đúng thật là chồng chị như thế, chị và chồng chị thì yêu nhau và chị vẫn là cái người phụ nữ còn con gái, tức là cuộc đời của chị gắn bó với người đàn ông này nhiều năm, hai vợ chồng thì cũng chung tay thì làm cái cửa hàng buôn bán, em xin phép không có nói tên cửa hàng để tránh cái sự nhạy cảm cho anh chị nhé. Trong trường hợp chị là một người thường xuyên đánh chồng thì làm sao để chị đừng có đánh chồng, thì bây giờ mình phải suy nghĩ là lý do vì sao chị đánh chồng. Thứ nhất là chị tức, thứ hai là
chồng chị không làm theo cái mong muốn của chị. Cái thứ ba nữa là những cái sự oán hận trong chị nó chưa tan, chị vẫn còn thù dai, chị vẫn còn tức về những cái vấn đề mà chị gặp phải. Nhưng mà em phân tích cho chị hiểu rõ nè, chị cũng rất là thẳng thắn à, chị cũng chia sẻ với em là chị đã từng đi tư vấn với một cái người chuyên gia khác, và em cũng thấy là người chuyên gia đó tư vấn cho chị rất là đúng, nhưng mà chị vẫn chưa có đã nư, chị vẫn chưa có thỏa cơn tức. Chị chưa đã thỏa cơn tức nên chị đặt em 4 giờ, rất là cảm ơn chị ha. Có lẽ là mình tư vấn 3 tiếng, gần 3 tiếng thì chị đã thỏa mãn rồi, nên là chị bo xì cho em. Rất cảm ơn chị ha, chị tư vấn gấp mà chị, nói chung là chị là người rộng rãi. Em nghe cái tính cách con người thì em cũng biết được là như thế. Sau một hồi nói chuyện thì chị cho em thấy cái hình. Thì em cũng phân tích rõ ràng là chồng chị là cái người nói chung là dễ bắt mắt, là một người đàn ông rất là bắt mắt nha. Em không nghĩ là ông lại là cái người mà chị đánh đấm như bao cát vậy. Tại vì ông to con thế kia làm sao mà ông không đánh được chị nhỉ? Chẳng qua là ông nhường và ông thương chị đó. Với lại nữa nhiều khi á, ông thấy chị hét la mà chị quào quò, chị quào quò, chị làm như này chị giống hệt như con hổ là ông hoảng rồi. Nhìn cái nét của chị không, ông hoảng rồi, ông khớp bả rồi. Thế nên là ông không đánh lại chị. Mà cái câu chuyện của chị nó rất là buồn. Nó vừa mang cái sự bi thương trong cái tình cảm, tình yêu của chị, nhưng mà nó lại mang cái yếu tố hài hước là chị đánh chồng như đánh con, chị chửi chồng như chửi con, và chị có vẻ dữ quá chị ơi. Thiệt chị ấy. Chị yêu người ta thì em biết là chị thương rồi đó. Chị là người rất là chung thủy ha. Chị rất là thẳng tính. Chị được có cái phước nè. Em nhìn nhận ra cái phước của chị nè. Thứ nhất là chị cuộc sống á, chị kiếm đồng tiền nó dễ. Thì đó là một cái phước. Và em cũng đã từng có một cái video nói về người phụ nữ tâm Phật và người phụ nữ công dung ngôn hạnh, tín nghĩa, gọi là trung thủy. Thì hai kiểu người phụ nữ đó khác nhau như thế nào thì em đã phân tích trong một số các video của em về những cái chủ đề liên quan đến tính cách của người phụ nữ. Nếu chị quan tâm thì tìm xem, nhưng mà em tin chắc chị không có thời gian đâu. Em chỉ nói sơ sơ qua để ai mà người ta chuyên tâm về vấn đề này, người nào mà chuyên về học tâm lý thì người ta xem. Nhưng mà em cũng chia sẻ với chị một góc độ như sau. Người đàn ông á, như chồng của chị á, chị nói là chồng của chị á, là ham của lạc. Chứ còn đời sống vợ chồng thì rất là ổn. Tức là sinh hoạt tình dục một tuần 3 lần hoặc là một tuần 2 lần. Vào độ tuổi như anh chị mà 45 hoặc 48 á, thì đó em thấy không có một cái quy chuẩn nào chung. Nhưng mà với cái mức lượng như vậy là vừa phải. Chứ bữa rồi em tư vấn cho một cái ca mà em hết hồn chí mén luôn. Tức là ngày nào cũng có thể quan hệ tình dục được 30/31, 31/30, và một ngày 3 lần, một ngày 2 lần và một ngày 1 lần. Liên tục như vậy mà ngày nào cũng phải có. Giống hệt như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối vậy. Có ngày ăn 3 bữa, có ngày ăn 2 bữa, có ngày ăn 1 bữa vậy đó. Đối với em thì cái ca đó là cái ca rất là đặc biệt. Mặc dù em vẫn biết có những cái ca liên quan đến tình dục khác nó cũng khá mạnh, nhưng mà ca này là cái ca đầu tiên mà em biết như vậy. Và có những người cũng không tin là trên đời này có cái đối tượng như vậy. Bạn không tin là đúng rồi. Bạn không phải là cái người mà gặp những cái vậy đâu. Bạn đến Nam Khoa coi, những người mà khám về bên Nam Khoa còn ghê hơn thế nữa. Tức là người ta là những cái người bất thường, nó hơi có cái dạng mà nghiện về tình dục, hoặc là người ta bị bệnh, và người ta bị một cái đối tượng mà hoang tưởng tình dục cũng có, rối loạn tình dục tuổi trung niên cũng có. Tức là khi mà người ta đã là cái người mà chuyên nghiên cứu về vấn đề bệnh tình dục á, hoặc là bệnh về những vấn đề sinh lý, tâm lý trong giai đoạn mà độ tuổi á, thì sẽ có rất là nhiều các trường hợp xảy ra. Giống hệt như chúng ta không có biết. Vì sao? Vì chúng ta đâu có làm cái nghề đó. Chúng ta làm cái nghề đó thì chúng ta gặp nhiều trường hợp trong cái nghề đó. Thế gian này 100 triệu dân, đấy là dân Việt Nam không ấy nhá, khoảng 100 triệu dân. Bạn nghĩ xem biết bao nhiêu vấn đề xã hội, tình yêu, hôn nhân, gia đình, những vấn đề tình dục. Bạn có làm nghề đó đâu mà bạn biết. Thế nên là đừng có bao giờ nói rằng người ta nói dối. Mà quan trọng là bạn không biết. Vậy thì bạn hỏi ra xem tại sao bạn không biết. Chứ đừng có nghĩ là người ta biết là người ta nói xạo. Cái vấn đề đó tôi không thanh minh ha. Chỉ là bạn không có làm nghề đó thì bạn không biết. Còn trong tình huống của chị, em nói về chồng của chị á, là cái người đàn ông mà nói chung bảnh mã ha, miệng lại dẻo như vậy ha, mà chồng chị là cái người có vẻ như rộng rãi về tiền bạc. Thế nên là người ta cặp với chồng chị là người ta rất là thích. Và cái cô đó thì cô cũng tình nguyện làm người tình của chồng chị, bởi vì cô ta cũng lấy tiền. Và cũng có hai dạng người phụ nữ. Có cái dạng người phụ nữ á, chị đọc trong tin nhắn thì chị nói là cái cô người thứ ba này cô chịu khó moi tiền từ chồng chị lắm. Thì cũng đúng thôi chị.
Cũng đúng thôi, tại vì cô này cô đâu có xác định là lấy chồng của chị, mà cô chỉ xác định là lấy tiền từ chồng của chị thôi. Thế nên là cô mới nhắn tin cho chồng của chị là: anh ơi, sắp đến ngày sinh nhật của em rồi, anh không tặng quà gì cho em thì em buồn lắm, anh nhớ mua gì đó cho em nha. Đó, cô nói như vậy. Nhưng mà chồng chị thì cũng tặng quà, tặng hoa cho chị. Nói chung là vẫn romantic, vẫn lãng mạn, nhưng mà anh ta vẫn đi ra ngoài. Bởi sao? Nhiều khi anh ta muốn tìm một cái gì đó ở nơi người đàn bà khác mà chị không có được. Đó chính là thượng tôn á. Anh ta cầm và anh ta giữ tiền bạc đó, anh ta có tiền đó, nhưng mà anh ta không có cầm cương được chị. Anh ta luôn muốn một người đàn bà nào đó nhỏ bé, mềm yếu, chiều chuộng anh ta, giống như anh ta là đại gia, hoặc là anh ta là ông chủ, hoặc là anh ta là cái người có quyền, có lực một xíu. Còn ở đây chị không có, cái gọi là không có cờ hó gì hết đó. Ở dưới chị thì anh ta chỉ là cái chân sai vặt, anh ta chỉ làm theo lệnh của chị. Chị hét một tiếng là chạy mất dép, chị nói đứng là không dám ngồi, chị kêu ngồi là không dám đứng luôn. Đó, chồng chị ngoan như cún như thế thì em nói thật là cũng rất là thương cho anh, bởi vì á, hiếm có người như vậy. Còn chị nói là bây giờ chị đã bỏ thời gian ra đi trùng tu cái cặp loa, tức là làm mới lại ngực. Bây giờ ngực chị đẹp như con gái 18. Còn bộ phận bên dưới thì chị cũng đã đi gọi là làm đẹp, rồi thu nhỏ tầng sinh môn, tức là rất là đớn đau. Em cũng đã có dịp coi qua những cái video mà nâng ngực á, dành cho người phụ nữ á, thì em thấy là em thấy người ta không, em không coi trực tiếp nha, mà em coi cái dạng mà người ta đã làm xong rồi đó, thì dựng người đàn bà đó dậy, người đàn bà đó ngã ra phía sau, đau quá, ngồi không nổi, đau quá, luồn biết bao nhiêu là ống vào đây để mà làm chi, để làm cho cái vú nó bự lên, để mà làm cho đàn ông thỏa mãn, rồi cái dưới bộ phận sinh dục nữ nè, làm cho nó nhỏ là để ôm cho chặt cho nó có cảm giác, chứ còn lỏng lỏng á là không có phê. Mấy ông có cái cảm giác như thế, và chính vì mong muốn là giữ chồng mà các chị ngoài sinh con đã đau đớn rồi, nâng cái ngực cũng đã rất đau rồi, phẫu thuật vùng dưới cũng đau, mà các chị xin các chị đừng có liều, các chị đừng có liều nó một mức mà làm hai cái cùng lúc, cơn đau rồi các loại thuốc nó vào cơ thể của các chị. Các chị không thể hiểu được, có những người đã bỏ mạng vì làm đẹp. Phải tìm những cái nơi thật sự an toàn, uy tín để mà mình đảm bảo sức khỏe. Em cũng chia sẻ với các chị như sau, và đây là những cái tình huống thực sự. Khi mà người đàn ông đã chán các chị rồi thì các chị có làm cho ngực các chị trở thành ngực của cô gái 18, hoặc là bộ phận cờ hiêm bên dưới nó nhỏ lại, nó săn lại, thì người đàn ông cũng không có cảm giác yêu thương các chị nữa. Thực sự có những người cảm giác như là mình làm những cái điều như vậy để được chồng yêu, thì bởi vì trong hôn nhân của họ vẫn còn có khả năng chỉnh sửa. Còn khi người đàn ông đã lạnh cảm, người đàn ông đã cảm thấy không thích, hoặc là người đàn ông đã có cái tình cảm với người thứ ba, hoặc là người đàn ông đó là người trăng hoa, thì cái việc mà các chị đày đọa thân xác như vậy, làm cho mình đau đớn như vậy, nó thật sự cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ là các chị thấy đẹp vậy thôi. Mà cái gì giả giả trong người á, thì mình có nhiều người không thích. Cái này á là tùy quan điểm cá nhân, nhưng mà dù sao nữa chị cũng đã bình yên sau cái cuộc phẫu thuật trùng tu cặp loa và bộ phận bên dưới, thì may ra là chị cũng cảm thấy rất là hài lòng, cảm thấy là nó cũng sát sát, cũng tăng cảm xúc. Rồi chị cũng nói là nước nó ra tràn trề là do khi mà chị làm cái vùng kín đó, người ta cho chị uống thuốc, thì cái loại thuốc đó nó điều hòa nội tiết tố, nó tăng cảm giúp xúc tình dục dành cho phái nữ, nó tăng cái lượng hormone của nữ giới lên, và nó làm cho người phụ nữ hưng phấn hơn trong giai đoạn hao hợp. Thế nên là chị cảm giác như chị rất hài lòng. Thì đó là những cái vấn đề về vấn đề tình dục thì em chia sẻ với chị là như vậy. Còn bây giờ làm sao để cho chị không đánh chồng, thì đầu tiên á là em cũng thấy là tiền của chị á, thì đã mất một phần nào đó rồi. Rồi chị cũng chia sẻ luôn là chị cũng bị mất cái xe. Xe hơi của chồng chị đem cầm, rồi đem cầm không biết ăn chơi sao mất luôn. Thì em nghĩ, em cũng chia sẻ với chị đó, với tánh của chị chắc chị bán luôn chiếc xe đó, chứ chị không để. Tại vì nghĩ đến cái chuyện mà con nhỏ nào nó đã ở trên xe mà nó xử đẹp chồng chị trên xe, hoặc là chồng chị ăn tươi nuốt sống, xé ăn sống nó trên xe, là chị đã hận máu gan lên rồi. Với người như chị sẽ dẹp luôn cái xe đó và mua xe khác, hoặc là dẹp luôn để khỏi đi xe luôn. Thì em hỏi chị làm gì với xe đó, thì chị nói bán luôn rồi. Đó, thế là em nghe chị nói chuyện, em hiểu được chị và em biết ngay là tánh của chị sẽ làm như thế. Mà chị làm vậy đi cho nó gọn, nó đỡ nhức đầu. Tại vì tánh của chị rõ ràng, khi mà chị không nhìn thấy thì chị đỡ tức.
Còn ai chị cũng có thể dễ dàng yêu thương người ta, dễ dàng tha thứ cho người ta, hoặc là những người mà không có tiền đến ăn xin ở tiệm chị cũng sẵn sàng cho. Nhưng với ông chồng chị rất là khó khăn. Vì sao như vậy? Vì chị yêu ông chồng đó, vì ông chồng đó là tất cả của chị, vì cuộc sống của chị là luôn luôn chấp ngã vào ông chồng đó. Chị giao tất cả niềm vui nỗi khổ đau của chị cho ông chồng đó, có ông chồng đó thì chị mới thở được, còn không có ông chồng đó là chị đó, chị bị vậy á. Tức là chị không có định hướng được cuộc sống của mình. Khi có chồng thì mình tươi như hoa, không có chồng là coi như là cạn nước, là coi như là sa mạc luôn. Người phụ nữ chúng ta mà không tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, lại chờ sự ban ơn, hoặc là phải có người đàn ông đó tôi mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, thì khả năng lụy và lệ thuộc tình cảm của người đàn bà với người đàn ông là rất nặng. Nếu mà tâm lý đó chị không xoay chuyển được thì hả, chị sẽ là người đàn bà luôn luôn ở trong một cái bản ngã lớn và đau khổ vô cùng, nếu mà người đàn ông đó không có tồn tại bên cạnh chị và người đàn ông đó không có những cái nguồn năng lượng tốt đẹp để dành cho chị sẽ rất là khổ đau. Trong trường hợp này thì em thấy một cái điều rất là may mắn cho chị, đó chính là chị là một người có cái sự rộng lượng về tiền bạc. Khi mà mình rộng lượng về tiền bạc, các nghiệp chướng nó đến với mình, tuy rằng nó đến nhiều nhưng mà nó sẽ vượt qua được. Trong những năm này thì em hỏi tuổi của anh á, thì chị cũng nói là năm tam tai, thì em mới chia sẻ với chị những cái quan điểm như sau. Người ta cũng có những cái sự chiêm nghiệm về những năm tam tai, tuy rằng nó không đúng với tất cả mọi người và có những người không tin về vấn đề này, nhưng mà do chị tin thì em nói với chị như sau. Em đang nói với người tin nha các chị nha, còn người nào không tin thì các chị có thể không nghe cũng được ha, tùy quan điểm, tại vì cái người khách hàng này người ta đang tin. Thì em chia sẻ quan điểm với chị như sau. Khi mà chồng chị gọi là bị tam tai á, thì những năm đó chồng của chị sẽ bị xui. Người ta nói một cái câu chuyện ở trong dân gian, đó chính là còn phước á thì còn mạng, hết phước á thì mất mạng. Có nghĩa là còn phước á thì mất tiền, hết phước thì mất mạng. Chồng chị á trong những cái năm tam tai như vậy dính vào nghiệp tà dâm, mất cái xe hơi, mất một số tiền rất lớn, thẻ của anh ta đưa cho người đàn bà kia xài. Là chị đang cay là người đàn ông đó đã rất yêu cái người thứ ba đó, thì người đàn ông đó mới có thể làm như vậy. Em vẫn chia sẻ với chị như sau. Có một số người á, người ta rất là mánh trong cái chuyện là cặp bồ với những cái người mà rộng rãi tiền bạc. Có thể là họ cũng có những cái loại ngại nghe đó chị nha. Cái loại ngại nghe thực tế là người thân của em á, đã từng bị cái trường hợp này rồi. Bây giờ em kể rõ ràng nè. Người thân của em bán quán, bán hàng, cũng bán hàng giống như chị vậy đó, bán cái cửa tiệm giống như chị vậy đó, bán tạp hóa thôi. Nhưng mà có một người, người ta vô, người ta nói cái tự nhiên tháo đồng hồ, tháo hết đồ đưa cho họ, tháo hết rồi còn móc trong người có bao nhiêu tiền đưa hết cho họ, ngơ ngơ vậy đó. Đấy là một trường hợp ở ngoài bị ngãi nghe, đó là người thân của em ha. Còn có một cái hiện trạng mà em xem ở bên nước ngoài nha chị, cái này là video nó nói bằng tiếng nước ngoài thôi, thì em xem thì em mới quan sát đó, là có một người cùng với một người đàn ông đến ngân hàng, mà cái việc này ở bên Mỹ nha chị, mà dân Mỹ nó thông minh, nó khôn lắm chị, nhưng mà nó vẫn bị cái dạng này. Ông ra ngân hàng thì nhân viên ngân hàng mới làm một cái lệnh rút tiền cho cái ông đó, mà ông nói là ông muốn rút toàn bộ tiền ngân hàng để mà đưa cho cái người đàn ông này. Mà nhân viên ngân hàng nó cố tình kéo dài 2 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để xem coi là nhiều khi ông này ông bị thuốc hay là ông bị cái gì đó mà ông không tỉnh. Tại vì người ta nhìn á thì thấy rất là đáng nghi, tại vì hai người này không có cái mối liên hệ gì, không biết chừng ông này có bị áp lực hay là bị tống tiền hay bị bùa ngải gì không. Họ đã dùng rằng kéo dài thời gian rút tiền ra 2 tiếng đồng hồ, vậy mà người đàn ông này vẫn quyết định là rút hết tiền đưa cho cái người đó. Về mặt pháp lý thì họ không có gì sai, một bên đưa một bên nhận thì hoàn toàn là không có gì để kiện khởi kiện được hết, hoàn toàn là không có cái yếu tố gì mà có thể nói rằng là người này lừa người kia được, bởi vì tự nguyện mà. Và không, người kia không có cầm dao cầm súng mà dí vào người kia, ở trong tình trạng hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà khi mà anh ta vừa mới đưa tiền cho người kia xong á, có chừng 5 phút sau anh ta ngồi, anh ta trấn tĩnh lại, anh ta hỏi anh ta đã làm gì, thì nhân viên ngân hàng mới nói rằng anh ta đã rút toàn bộ tiền đưa cho người kia, và anh ta yêu cầu xem lại video, thì anh ta thấy rằng anh ta làm giống hệt như một người bị thôi miên vậy đó. Thì các bạn, các chị có cái cơ hội xem video này của tôi thì cũng có một cái loại bùa ngải nghe, thì tôi không biết tại vì tôi không có dùng, nhưng mà có những người thầy bói á, người ta cũng dùng cái loại đó để mà người ta gọi là có cái con ma xó, mình đến một cái là người ta biết liền. Còn cái chuyện mà đôi khi tôi nhìn thấy các bạn, tôi biết các bạn là người thứ ba, hoặc là đôi khi tôi nhìn thấy các bạn mà tôi hỏi các bạn là các bạn làm cái nghề đó đúng không, thì chẳng qua là tôi ăn hên thôi,
tôi ăn hên tôi hỏi trúng vậy thôi, mà tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi lại hỏi trúng. Chứ tôi cũng không có cái con ma nghe hoặc con ma xó, tôi ở Nhật tôi đâu có biết mua cái con đó ở đâu, mà có thì nó tôi cũng không mua. Tôi không có đi theo cái trường phái gọi là ma ma mị hoặc là đi theo cái trường phái là bùa ngải, các bạn hiểu không? Tôi chỉ là cái người tư vấn để hướng dẫn những người đàn bà coi như phá chấp, giải mê, đừng có lú lẫn trong tình cảm, đừng có đưa mình vào cái con đường khổ lụy trong tình ái, bởi vì đối với một người đàn bà, yêu thương gia đình là cái điều coi như là người ta xem như là một cái tính mạng. Nhưng mà nếu bạn cứ hậm hụi mê đắm vào trong tình ái ái ấy, là bạn sẽ rất khổ đau. Bạn sẽ luôn cảm thấy như không có người đàn ông đó bạn đứng không được. Không có người đàn ông này cả thế giới trong bạn sụp đổ. Không có người đàn ông này bạn đi không nổi. Mất người đàn ông này coi như bạn mất cả bầu trời. Mất người đàn ông này giống hệt như bạn mất cả thân xác. Đối với một người phụ nữ mà mang cái tư duy như vậy thì người đàn bà nó rất khổ đau. Hãy sống giống như tư tưởng của tôi. Bạn có thể yêu thương một người nào đó, bạn có thể tốt với họ nhưng đừng dính chấp. Bởi vì chia ly sẽ là cái điều xảy ra với mọi con người chúng ta, kể cả tôi và bạn. Bạn hiểu không? Thân xác của chúng ta còn chết đi, huống chi là tình yêu. Tình yêu là thứ vô hình, nhưng mà nó đã giết bao nhiêu con người vì tình yêu mà giết nhau, vì tình yêu mà thù nhau, vì tình yêu mà làm khổ nhau mấy chục năm trời, vì tình yêu mà thù hận, vì tình yêu mà phá phước, vì tình yêu mà biến mình trở thành một cái người đàn bà chằn ăn chăn cuốn, vì tình yêu mà làm cho người ta cay nghiệt, vì tình yêu mà người ta phá đi biết bao nhiêu thế hệ tương lai trong cái việc dạy con hoặc là sống tiêu cực và luôn luôn thù hận, vì tình yêu mà họ biến mình trở thành nạn nhân và đổ lỗi cho người khác, không mang một cái tầm nhìn khách quan và chẳng bao dung cho những cái tình huống chính bản thân họ cũng có những cái hành động sai tác động đến người kia khiến cho người kia phản bội ngoại tình. Đời sống hôn nhân của chị á, chị cảm thấy nó rất bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chị cho rằng á, là tình dục chị đáp ứng nè, cho anh ta đầy đủ nè, anh ta không đói nè. Nhưng mà ở nơi người đàn ông đó, người ta cần sự dịu dàng của một người phụ nữ. Nhưng mà chị thì nữ tính ít quá mà nam tính thì lại nhiều, mà chị lại giống như cái đế chế gọi là mẫu hệ, tức là chị là cái người phụ nữ mà tay bằng mặt, mặt bằng tay, miệng bằng tay đó. Có nghĩa là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, chồng chị thấy chị một cái là cúp giò luôn, cọ quéo 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 sợ luôn. Thì với những người phụ nữ như vậy thì người đàn ông lại không tìm thấy cái vị thế của mình trong gia đình. Người đàn ông khi mà nghe thấy tiếng của vợ sợ, người đàn ông mà nhìn thấy vợ cảm thấy ngại nổi da gà. Tại vì sao? Mỗi lần nghe thấy tiếng chân bà về là tôi hoảng hồn. Có những người đàn ông sợ vợ giống hệt như là sợ cọp vậy đó. Tại vì người đàn bà lúc mà được yêu thương á thì sẽ là con mèo, nhưng khi mà người ta ghen tuông, người ta không đạt được những điều có được trong cái tình yêu đó, người ta trở thành một cái con hổ đáng sợ lắm. Thế nên là em cũng chia sẻ với chị như sau, chồng chị cần những điều đó nhưng chị không có được đó. Trời ơi em cũng hết hồn luôn á, em tư vấn cho chị mà chồng chị ở bên cạnh luôn mà chị không có cho em biết. Sau khi tư vấn một hồi xong chị mới cho em biết, thì mặc nhiên em vẫn chia sẻ với chị rằng rất là tội nghiệp và thương cho ông chồng của chị. Chồng của chị là một người rất hiền. Chị cũng hỏi là tại sao mà chồng chị ấy là cái người mà dẫn chị đến gặp người thứ ba, rồi sau khi mà chị dẹp loạn người thứ ba, chị tán cho nhỏ người thứ ba, rồi chị đuổi con người thứ ba ra khỏi cái nơi ở đó, và anh nhỏ đó nó chạy mất hút luôn, và chồng chị cũng không dám gọi điện thoại, cũng không có liên hệ với nhỏ người thứ ba đó. Vì sao vậy? Thứ nhất là anh ta sợ chị, cái thứ hai là nể, và cái thứ ba nữa là anh ta biết anh ta sai nên anh ta dừng lại. Những kiểu người phụ nữ như chị á thì sau khi mà chồng đã ngừng được cái vấn đề với người thứ ba thì người phụ nữ rơi vào trạng thái giống như chị, không quên được quá khứ sai lầm của chồng, nhìn vào cái sự sai lầm của chồng để mà làm khổ mình, và cái thứ ba nữa là không đủ lòng bao dung vì quá yêu thương chấp ngã và không có tha thứ được bởi vì quá sợ hãi trong cái chuyện chồng phản bội ngoại tình. Chồng mình làm cho mình những điều tốt thì mình không nhận. Chồng chị dẫn chị đi nhà hàng tặng hoa cho chị thì chị đi về, tại vì chị nghĩ là nó giả dối. Còn chồng chị mà không làm những điều đó cho chị thì chị nghĩ là à chắc là nhớ đến con người thứ ba. Cầm điện thoại lên thì chắc nghĩ là này chắc muốn làm cái gì đó với nhỏ từ người thứ ba. Tức là chị luôn luôn tiêu cực. Vì sao? Chị mất lòng tin, chị nghi ngờ và chị quá yêu nên chị bị như vậy đó. Chị bị cuồng yêu á, khi mà chị yêu một người nào đó chị sẽ cuồng yêu họ, chị sẽ nghe ngóng, chị quan sát họ, họ đi đâu chị cũng giám sát như là tù nhân vậy đó. Bản chất của cái sự nắm giữ
chiếm hữu của người đàn bà là vì quá yêu, quá lụy, quá sợ người ta bỏ mình. Thực ra chị cũng là một người phụ nữ mạnh miệng, mạnh mồm, cứng cựa, cứng mồm, nhưng mà lại mang một trái tim rất là mềm yếu. Vì sao? Vì sợ chồng bỏ mình, vì sợ đánh mất đi tình yêu, vì sợ đánh mất đi đối tượng mà mình yêu. Chị, em dùng cái từ chính xác là sợ mất đi cái đối tượng mà chị có thể yêu thương được, nên là chị mới bị như vậy đó. Cái tâm lý của mình nó ở cái dạng như mình luôn luôn là cái kẻ muốn thắng, mình luôn muốn muốn cái điều đó, ở trong cái trạng thái là như vậy. Em vẫn chia sẻ với chị là cái điều mà tốt đẹp nhất ở nơi chị á, đó chính là chị hiểu Phật, hiểu Pháp. Nhưng mà chị đánh người ta như vậy cũng không có phải là tốt đâu. Chị đánh người ta đến một mức mà chào đờm, đánh không còn chỗ nào, không có chỗ trống để mà bị thương bầm dập như vậy thì rất là tội. Cái thứ hai nữa là chị đánh như vậy mà anh vẫn nằm bên cạnh chị, anh vuốt ve chị, anh nói những cái lời xin lỗi hoặc anh nói những cái lời tốt đẹp như vậy, thì em nghĩ là hiếm có người đàn ông như vậy. Chị nên trân trọng đối tượng bạn đời. Bởi vì đàn ông thường thường nó mạnh hơn phụ nữ, khi mà nó đánh thì nó ra hết sức thì người phụ nữ cũng không đỡ nổi. Nhưng mà chồng chị toàn là để cho chị đánh thôi, mặc dù anh rất là to con, chị thì chắc là anh kẹp nách cái là quéo liền. Nhưng mà vì tình thương, chồng của chị đã nhường chị. Em thấy là chồng của chị cũng là một cái người đàn ông dám làm, dám chịu. Nói chung là cũng sợ vợ mà dám đi ngoại tình đó. Anh ấy là cái kiểu dạng sợ vợ nhưng ngoại tình. Vì sao? Vì sợ vợ nên mới ngoại tình đó chị. Tại vì không tìm thấy vị trí của mình trong trong cái ngôi nhà mà có chị. Nếu mà chị mà cứ hành xử như thế này mà con chị mà nhìn thấy á, nếu mà là con trai hay là con gái á, nó cũng đều không tốt chị nhé. Con trai thì nó sẽ nhìn vào cái cuộc hôn nhân của chị, nó sợ những người phụ nữ nó kết hôn. Còn con gái nó nhìn vào chị thì vô tình chị đã trở thành một cái người dạy cho nó trở thành một cái người phụ nữ giữ quyền lực trong gia đình. Nó sẽ học theo cái nét của chị là về chồng mà hỗn là tát chồng như là tát con vậy đó, hoặc là đánh chồng như đánh chó vậy đó, chửi chồng như chửi con vậy đó, thì cái này không tốt nha chị nha. Cái đấy mình phải kín đáo, mình phải ví dụ như có muốn đánh chồng thì lôi chồng vào cái phòng riêng mà đánh. Thật sự là em cũng không biết nói làm sao với chị luôn á. Chị mạnh mẽ, chị mạnh khỏe, và nếu mà công ty nào mà nó mướn chị về mà để đi đánh thuê hoặc là đi đánh ghen thì em nghĩ chắc là người ta cũng sẽ có lợi trong cái việc mướn chị. Chị hầm hổ mà chị nẹt thét mà chị làm bốp bốp chát chát như vậy á, thì người ta cũng hoảng, người ta kinh hồn thiệt đó chị. Chị vô chị gặp người thứ ba chị tán cho nó ba tán sáng con mắt ra rồi là nó quay vòng 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 cái đầu nó rồi là nó cũng ớn rồi chị rồi. Chị còn đập điện thoại, đập đồ của nó luôn. Chị còn nhìn thấy bó hoa hồng chồng chị tặng chị thì đấm cho nát luôn. Là nó đã thấy chị dữ rồi, nó đã sợ rồi. Mà chị chửi chồng chị như là cái gì luôn. Nhưng mà cũng vì chị cảm thấy là đồng tiền chị kiếm ra nó khó khăn quá đi, mà chồng chị phung phí cho gái thì chị hận lắm. Chị có thể cho chồng chị xài thoải mái, cho người thân của chồng chị xài thoải mái, nhưng mà chồng chị ấy là cái người mà không có hiếu với cha mẹ, nhưng mà gái dụ là đưa tiền cho gái xài thì đây là cái điều không tốt. Bởi vậy em mới nói với chị ấy là cần phải làm nhiều điều phước hơn cho chồng của chị, đó chính là hiếu kính với cha mẹ chồng. Anh ta không làm phước cho cha mẹ thì chính chị phải làm phước cho cha mẹ chồng bằng cái việc như thế. Nếu mà cha mẹ chị không cần tiền thì mình cũng tỏ cái lòng hiếu kính để nghĩ đến ông bà, chứ không phải là người ta giàu mà mình làm ngơ. Người ta giàu nhưng mà mình có lòng thì người ta càng quý mình hơn chị nhé. Đấy là những cái cách em chia sẻ cùng với chị. Trong cái nơi mà chị bán quán bán hàng thì chị in ấn kinh sách, chị ấn tống những cái kinh Phật để cho người nào có duyên đến đó nhận. Rồi người ta ở vùng sâu vùng xa thì người ta xin mấy cuốn người ta phát cho người nhà người ta. Và những cái loại nào cơ bản đơn giản thì em nghĩ nó dễ hơn. Ví dụ như là cái người mà mới sơ cơ đến học á, thì người ta sẽ thích những cái câu chuyện đời và thực hơn. Tại vì người ta không có chuyên nghiên cứu về pháp văn ngữ nghĩa trong kinh điển, thế nên là nói nhiều vị Phật quá, hoặc là nói về các chức vụ ở trong chùa, hoặc là kể những câu chuyện ngày xưa thì họ sẽ không hiểu. Những cái câu chuyện nhân quả thì có vẻ hợp lý này, kinh pháp cú này, hoặc là thập chú này, hoặc là sám hối thiền tông này, thì đấy là những cái tài liệu mà em muốn chia sẻ cho chị. Nó mỏng, nó vừa túi tiền, nó rẻ mà nó lại được lợi ích. Thì có thể là những người đến ăn á, thì người ta nhìn thấy cuốn kinh mà dày quá là người ta cũng ngán. Chị hiểu không? Mình muốn giúp cho người ta bước vào đường tu thì mình đưa cho họ cái gì dễ để họ tiếp nhận nó một cách dễ. Và con người thì có những lúc á, ốm yếu đến mức mà
đi không nổi bước chân, làm sao mà người ta có thể tụng một cái cuốn kinh dài như thế? Phước của ai nhiều thì người ta làm nhiều, mà phước của ai ít thì người ta theo cái duyên dẫn ít ít từ từ. Ví dụ như là chị có thể thỉnh ở trong chùa, đặc biệt là mua ở những nơi gọi là nhà sách xuất bản về tôn giáo á, thì nó an toàn hơn chị nha. Có rất là nhiều cuốn sách in ở bên ngoài và nội dung của nó na ná hoặc nó biến tướng, mình không biết được. Thế nên là có sự kiểm soát của nhà xuất bản tôn giáo em thấy nó an toàn hơn. Chị ở trong thành phố, khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chị đến chùa gì em gần sân bay Tân Sơn Nhất là em quên rồi. Cái chùa gì em quên đó rồi nha. Rồi hoặc là chị đến chùa Hằng Pháp để chị mua, hoặc là chị cúng dường cho những nơi mà coi như là phát ra những cái chương trình mà kinh Phật, học Phật miễn phí đó chị, có nghĩa là chị giúp đỡ như vậy. Khi mà nghiệp chướng tà dâm nó đến với căn nhà của mình thì có nghĩa là phước của mình nó đang cạn, vậy thì mình phải bồi thêm phước. Có rất là nhiều người cho rằng việc mà cúng dường là sai, là phí tiền. Nếu mà bạn cúng dường cho ma tăng á, dành cho những người mà xấu á, thì mới không tốt thôi. Chứ còn rất là nhiều nơi là thiền viện hoặc là những nơi chùa tốt vẫn đang nuôi những em bé mồ côi, giúp đỡ những người phụ nữ cơ nhỡ này, rồi nuôi dưỡng những người mà bị bệnh xã hội xa lánh này, hoặc là phục hồi nhân phẩm cho những người phụ nữ lỡ làng này, hoặc là thường xuyên đi đến những vùng sâu vùng xa, những cái vùng nghèo để mà đào nước, đào giếng để cho người ta có cái nước trong để uống này, rồi giúp đỡ và xây nhà cho những cái người có hoàn cảnh rất là khổ này, thì các bạn đâu có trực tiếp đi được, mà các bạn sẽ nhờ chùa đi giùm, nhờ chùa đi làm những cái công việc thiện nguyện đó, giúp cho các bạn, thay cho các bạn. Các bạn gieo phước xuống ở đâu thì các bạn sẽ được nhận như thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng những thứ mà mình cho đi sẽ mất. Đồng tiền mà mình cho đi á, mình sẽ nhận nó vào một cái thời điểm khác. Như em á, bản thân em này, em nói thẳng với chị vậy đi, em là cái người cũng thường xuyên cúng dường, nhưng mà cái số tiền mà nhận lại sau khi mà em gọi là em trúng số đó, em là cái người rất là dễ trúng số ha. Em đã có 30 lần trúng số bằng bằng vé số đó, và những cái lần mà người ta cho tiền em nhớ không xuể, em nhớ không xuể. Nếu mà nói một con số chính xác là em không nhớ không xuể, nhưng mà trúng bằng vé số thì 30 lần rồi, hơn 30 lần rồi nha chị nha. Còn những cái chuyện mà em đi bốc thăm trúng thưởng, em trúng vàng trúng tiền là em rất là dễ trúng. Và có những người thương em, cho em 50 ngàn, cho em 100 ngàn, cho em 20 ngàn, cho em 100 ngàn, cho em 36 triệu. Có người cho em 36 triệu. Đây là cái màn hình mà các chị anh xem, là một người phụ nữ khi mà em tư vấn những cái ngày đầu tiên em qua Nhật rất khó khăn, thì chị đó đã giúp em, hỗ trợ cho em bằng cái việc là chị cho em một cái số tiền lớn. Chị nói là chị muốn mua cho em một sợi dây chuyền để em đeo, nhưng mà em nói là sợi dây chuyền đeo thì nó phung phí với em quá, tại vì trong hoàn cảnh đó thì em thấy rằng mua một cái điện thoại nó có cái tính năng tốt để cho em làm những video thì nó ổn hơn. Thì em đã sử dụng số tiền của chị đó làm cái video đó, làm những cái video mà các chị đang xem đó. Thì em không có nhớ tên của chị này chỉ ghi tiếng Trung Quốc, em không biết tiếng Trung Quốc, nhưng mà em chỉ biết chị là có pháp danh là Diệu Nghiêm thôi. Thì qua đây em cũng rất là cảm ơn vị khách hàng thân chủ của em trong nhiều năm trước đã tài trợ cho em một cái điện thoại 36 triệu đồng. Đó, chị đó chỉ hỗ trợ cho em là như vậy. Thế nên các bạn thấy đó, cái việc mà các bạn rộng rãi với người khác, các bạn sẽ nhận lại cái lãi nó còn nhiều hơn. Cái tiền mà tôi cúng dường á, tôi nói thiệt với các bạn, tôi đã nhận lại còn được nhiều hơn cái tiền cúng dường rất nhiều. Thế nên là khuyến khích các bạn cho đi, khuyến khích các bạn bố thí, khuyến khích các bạn làm phước. Cho dù mình làm phước lầm đi nữa thì mình vẫn có phước trong cái sự sai lầm đó của mình. Nhưng mà mình đừng có cúng dường cho những cái người mà không có chân chính, làm những cái việc sai trái, hoặc là bạn có thể trực tiếp cúng dường cho những cái trường hợp mà bạn thực tế thấy. Ví dụ như trường hợp của chị á, thì chị làm những cái điều như vậy cũng là cái gieo duyên để cho con của mình nó gặp được cái nhiều điều tốt đẹp. Còn bản thân chị hỏi em á, làm sao để cho chị đừng có chửi chồng, thì em nói với chị về, chị đã bỏ tiền ra mua chiêu thì em bày cho chị chiêu, mà quan trọng chị làm hay không thôi. Nếu chị làm là chắc chắn là có kết quả. Chị hỏi sao mà bây giờ chị ngứa miệng quá, chị cứ muốn chửi chồng, chị cứ ngứa miệng ngứa cứ muốn chửi thì thôi á. Giờ em nói cái cách này ha. Chị biết ở Việt Nam nó có cái cây mắt mèo đúng không? Khi nào mà ngứa miệng muốn chửi chồng, lấy cái lá chét lên miệng là chị ngứa miệng quá rồi, chị chỉ lo chị gãi cái miệng thôi, thì chị đâu có còn nghĩ đến cái chuyện mà chửi chồng. Cách đó chị làm được không? Không làm được đúng không? Cách khác nữa là ngậm ngay cái quả chanh vào miệng.
Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba nhẹ hơn nữa nè. Chị mua cái máy niệm Phật đeo trước cổ ha. Chờ em xíu nha, em cho chị coi cái máy niệm Phật ha. Đây là cái máy nó như thế này nè chị. Nó nhỏ nhỏ xíu xíu vậy nè. Đó, nó có rất là nhiều cái dạng ha. Đa Phật. Đó. Đó. Đó, chị thấy không? Có rất là nhiều và rất là đa dạng chị nhé. Chị mua xong rồi chị đeo. Chị đeo vào trước ngực như này này, chị vặn nhỏ nhỏ lại, lúc nào cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng ở trong tâm chị ấy. Chị làm một cách này đi, chị sẽ cảm thấy rất là hiệu quả. Và cái việc này nó đeo thì nó cũng không có ngại. Ví dụ như mình đeo hình Phật ở đây, nó lắc lắc giữa hai bầu ngực mình, nó kỳ, nó mất sự thanh tịnh. Nhưng mà cái máy niệm Phật này nó nhỏ nhỏ, nó đeo vào bên trong, chị có thể để như thế này, hoặc là chị để ra ngoài như thế này thì cũng không sao hết. Mà lúc nào chị cũng nghe tiếng niệm Phật, nó nhắc nhở chị và nó làm cho chị dần dần định lại. Nó làm cho công việc của chị thanh thản. Bởi vì gần đây á, khi mà chị biết được chồng chị mà đem tiền cho gái xài như vậy thì chị cảm thấy bất mãn quá, thì chị không muốn làm, đóng cửa tiệm nó dẹp luôn, rồi bắt đầu đi trùng tu lại ngực rồi bộ phận bên dưới, tốn mớ tiền đau đớn như vậy đó. Bây giờ chị đã đẹp rồi, chị tự tin rồi, nhưng mà vẫn nói và chia sẻ với chị á, là nhiều khi mình cứ nói chuyện đó là thách thức chồng là tôi làm đẹp, bây giờ tôi lấy thằng khác tôi bỏ anh á, tôi mà bỏ anh á thì xin thưa với anh rằng anh không có lấy được cái người nào mà hy sinh cho anh như thế này, và không có người nào nhiều tiền để mà giúp đỡ anh sống thoải mái đâu. Anh có thể tìm được cái con trẻ hơn tôi, anh có thể tìm được cái con đẹp hơn tôi đó, nhưng mà cái con đó anh về anh hầu nó, anh phục vụ với nó và nó chẳng hy sinh cho anh đâu. Thì thật ra chị nói như vậy là không có sai. Tuy nhiên ở phía anh ta thì nếu anh ta là cái người mà cũng không cần nhiều tiền, mà anh ta bản mã như vậy, mà anh ta may mắn tìm được cái người phụ nữ nào mà người phụ nữ đó chỉ cần chồng thôi á, thì chồng chị vẫn là cái người đàn ông tốt chị nhé. Và người phụ nữ đó dịu dàng và không có ở trong cái thế mà gọi là lực sĩ đô tạ như chị á, thì chồng của chị sẽ hạnh phúc hơn. Chị có nghĩ vậy không? Vẫn có những người phụ nữ tốt, vẫn có những người phụ nữ hiền đi tìm một cái đối tượng như chồng của chị. Chồng của chị ngoại tình là bởi vì tính của chị hung dữ quá, chị thu cái con cọp chị trở thành con mèo, thì chị sẽ giải quyết được vấn đề đó. Còn chồng chị á, nghe lời chị như vậy á, thì chị thường xuyên nói chồng đi đến chùa hoặc thiền viện tụng chú đại bi, hoặc là làm những cái việc phước lành, đến chùa làm công quả để mà trừ diệt bớt cái nghiệp tà dâm. Một con người mà thường có những nghiệp chướng về tà dâm vây quanh mình á, thì mình cần đến những cái nơi đạo đức, mình làm những cái viện phước đức để mà tăng trưởng cái bồ đề tâm, xóa tan đi những ma chướng của luẩn quẩn loanh quanh ở bên cạnh họ. Thì đó chính là cái cách mà diệt trừ đi những cái con ma dâm dục, những con ma tà dâm, hay là xua đuổi những cái loài quỷ hấp tinh. Bởi vì cái người mà niệm Phật, ăn chay giữ giới là cái người mà quỷ thần vẫn còn phải kính. Nên là nếu chị đã có cái tâm hướng Phật như vậy thì bây giờ cuộc sống của chị cũng không quá gọi là nghèo. Thay vì buổi tối chị đi đi uống cà phê 5-6 bữa, thì chị dành một bữa hoặc hai bữa ra để mà mình đến chùa để tụng kinh, hoặc là cùng với chồng đi làm những cái công chuyện mà ví dụ như hộ niệm, hoặc là làm những cái điều tốt đẹp cho người khác. Thì đấy cũng là cái cách mà hai người vừa trở thành người đồng tu mà vừa trở thành bạn đạo. Chị thấy rồi đó, có rất là nhiều người phụ nữ đến bên cạnh một người đàn ông để làm cho người đàn ông xoay chuyển cảm hóa. Khi mà người đàn bà càng ở cạnh người đàn ông có cái nghiệp chướng sai lầm, mà người đàn bà đó xoay chuyển được người đàn ông đó, thì đạo lực và đức hạnh của người đàn bà càng lớn, phước đức của người đàn bà càng lớn. Có thể là ở một cái kiếp tái sanh nào đó họ sẽ trở thành một người đàn ông, bởi vì năm nay kiếp này số phận này đã làm cho họ không được may mắn. Họ cảm giác như làm thân phụ nữ quá khổ đau. Nào là phải nâng ngực để giữ chồng, thu nhỏ vùng kín để giữ chồng, sinh con để giữ chồng, sinh con để mà tạo ra sự kết nối, rồi những cái sự khó xử về kinh nguyệt cũng như là ngực nặng đồ này nọ này kia thì rất là khó khăn cho người phụ nữ trong cái bước đường tu cũng như là trong cuộc sống. Nếu mà chị đã hiểu về giáo lý Phật Pháp thì chị cũng nên buông chấp ngã xuống. Nếu mà mình đã có cơ hội nói chồng nghe, mình nói mà chồng không dám làm sai, thì chị hãy dùng cái cách đó để hướng anh đi đến cái vấn đề gọi là đạo. Còn chị cũng đừng cố chấp quá. Em cũng kể cho chị nghe một cái câu chuyện khách hàng của em ở bên Hy Lạp. Cái chị đó là chị khách hàng đầu tiên và duy nhất ở bên Hy Lạp. Cho đến bây giờ em chưa gặp khách hàng thứ hai ở bên Hy Lạp. Chị nói với em vậy nè. Thì
Hiền ơi, nếu mà chị làm từ A đến Z, từ sáng đến tối á, một tháng chị có thể thu nhập được 400 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, chị cũng nghĩ là chị làm bà chủ, mình sống như vậy rất là khổ, mình sống như vậy để làm cái gì, tiền nhiều cũng không làm gì, chồng thì không có, chó mèo không nuôi, con thì đã lớn rồi. Bây giờ chị á, chỉ thu về tháng 180 triệu hoặc 200 triệu thôi, sống ở bên Hy Lạp cũng đã đủ đủ và sung sướng rồi. Chị mướn người ta làm thì chị hưởng được ít hơn, nhưng nếu chị làm nhiều thì chị mệt, chị già, chị xấu. Cái câu chuyện đó em muốn nói với chị để cho chị hiểu rằng chị bớt làm lại. Bởi vì chị thấy đó, cái thầy Sư Minh Tuệ đang đi hành khất và rất nổi tiếng ở Việt Nam kia kìa, họ không có tham gì ở đời, họ cũng chỉ ăn ngày một bữa và họ chỉ có đi bộ như thế thôi, tài sản tiền bạc không có, họ đâu có lo, họ đâu có sợ, họ đâu có tích của, họ cũng đâu có sợ hãi là con họ sẽ thế nào. Nhưng mà ở trong tình huống của chị, nhà thì đã có rồi, tiền thì cũng có, mở ra bán tiệm, có nghĩa là mình thu lại một ngày 800, 1 triệu đồng hoặc là 2 triệu đồng thì mình ngừng lại. Mình đừng có bán 24 trên 24. Rồi thứ bảy chủ nhật đó, mình bán thì mình mướn thêm người làm để cho chị đỡ cực. Đừng có cố chấp trong cái chuyện mà mình làm nó mới đạt. Mình có thể giấu nghề, tại vì em biết là khi mà chị làm cái nghề như vậy là chị sẽ có cái bí kíp. Thì chị nấu cái nước cốt, nước lèo, chị ra cái công thức để cho người ta thêm nước vào thôi, chứ còn bản chất cũ thì nó vẫn giữ nguyên. Thì đó cũng là một cái cách để cho chị trở thành bà chủ mà thong dong, giữ được gia đình, giữ được hạnh phúc. Chị làm ra rất nhiều tiền nhưng mà đồng tiền nó không mang lại cho chị hạnh phúc, thì thử hỏi đồng tiền đó nó có ý nghĩa gì với chị hay không. Khi mà nghe chồng chị đem tiền của chị, đem tiền của anh ta cho gứa xài là chị đã nổi điên, chị đã không muốn làm, chị suy sụp, chị giống hệt như là hết oxy để thở. Chị thấy đó, người đàn ông là chồng của chị quan trọng với chị như thế, chị yêu anh ta say đắm như thế, chị luôn phán xét anh ta là kẻ sai trong cái vấn đề là anh ta ngoại tình. Nhưng chị hãy nhìn lại, mình có dành thời gian cho gia đình hay không, rồi mình có dành thời gian để chăm sóc bản thân mình hay không, và mình thật sự có phải là cái người phụ nữ quá dữ dằn để chồng mình khi mà nghe thấy tiếng của mình quéo hay không. Đây là những cái vấn đề mà em muốn chia sẻ cho chị, cũng như là một số người phụ nữ nào có cái tâm tánh hung dữ, thường xuyên đánh chồng và thuộc cái dạng vũ nữ. Mình thấy một người đàn ông đánh vợ, mình đã thấy rất là thương, rất là tội, rất là sợ. Nhưng mà có những người đàn bà khả năng bạo hành ở Việt Nam, bây giờ nữ giới đánh nam giới cũng rất là nhiều. Và có những người phụ nữ biết võ thuật đánh chồng như đánh con, đánh chồng như đánh chó, đánh chồng như đánh bao cát. Vậy thì chị hỏi cho em một cái câu là làm sao để chị bớt cái cảm giác hung hăng, nếu bản ngã của chị còn quá lớn. Chị hãy mua một bao cát về, mỗi ngày chị đều đấm, và chị hãy nói những cái lời nói bực tức với cái bao cát đó. Khi mà chị hạ hỏa, dần dần chị sẽ không cần bao cát đó nữa, và dần dần chị sẽ tu được khẩu nghiệp nếu mà chị đeo cái này ở trên cổ của chị mỗi ngày. Cái tiếng niệm Phật nó sẽ luôn luôn vang. Ví dụ như em ở nhà đi ha, khi mà tư vấn cùng với các chị thì em không đeo cái này, hoặc em tắt đi, nhưng mà khi á, em đi ngủ em cũng đeo. Có khi em đeo hoặc em để đầu giường, hoặc là khi mà em làm việc nhà em vẫn nghe tiếng niệm Phật, em quét dọn nhà cửa. Và điều mà em cảm thấy may mắn nhất đối với em á là gì, là em đã coi như là học Phật, em được học Phật, em cảm giác như là một cái điều gì đó cao quý và là một cái sự tận hưởng tối cao trong một kiếp người mà em đạt được. Em cảm thấy rất là may mắn, vì khi mà em có tôn giáo, em có sức mạnh, em có sự bình yên, em niệm Phật, trí tuệ của em được mở mang, em khôn hơn. Chứ em không có dám nói là em là cái người mà giỏi nha, em không có phô diễn, nhưng mà em nói về bản thân em để cho các chị nhận thấy rằng em đã đạt được những cái ích lợi như vậy. Những cái lời khuyên của em dành cho các chị bằng một cái tâm yêu thương, nên nếu có cái lời nói nào khiến cho các chị buồn, các bà, các em buồn, thì thật tâm đó là những lời nói yêu thương, giống như một người mẹ thương con, một người chị thương em, một người hàng xóm, một người bạn tốt thương bạn của mình, chứ không phải là sỉ nhục các bạn, mà muốn nói rõ cho các bạn biết để các bạn tỉnh ngộ. Bởi vì những cái lời nói mà yêu thương chân thành chúng ta rất là ít và hiếm có cái cơ hội được nghe. Nếu mà lời nói ngọt ngào đã không làm cho bạn thay đổi, không làm cho bạn trở thành người tốt hơn, thì những cái lời nói đắng của tôi mà làm bạn xoay chuyển, thì bạn nên nghĩ rằng tôi chính là cái người thiện tri thức đến bên cạnh bạn để chỉ cho bạn những cái lối sai để bạn được sống tốt đẹp hơn, không phải là đến để chửi các bạn, để làm cho các bạn suy sụp, để làm cho các bạn khốn khổ. Tôi không có chọc quê các bạn, nhưng mà có nhiều khi cái liệu thuốc của tôi nó mạnh, các bạn không phù hợp. Tuy rằng có những người sẽ không thích tôi ở những video đầu, nhưng mà các bạn dần dần xem video của tôi, các bạn sẽ thấy rằng những cái lời nói chân thật, đạo chính là chân thật.
Tâm đạo tức là tâm bình thường. Một người có một cái vẻ đẹp, tức là ở cái chỗ người ta chân thật, chứ không phải là người ta diêm dúa, người ta giả tạo. Bởi vì những cái gì giả tạo, diêm dúa, nó sẽ bị lộ và nó sẽ không có trường tồn, bởi vì cái đó không phải là cái thật. Tâm đạo là tâm đời, mà tâm đời là cái tâm bình dị. Tâm bình dị tức là tâm giản đơn. Tâm giản đơn tức là tâm bình thường. Mình làm những cái việc bình thường và không có bất thường, không có vi phạm pháp luật, không có ở trong tình trạng là mất đạo đức, vô văn hóa, vô giáo dục, thì đó được gọi là tâm đạo. Các bạn, những người phụ nữ tại sao có đau khổ? Vì các bạn không giữ được năm giới. Năm giới là gì? Không nói dối, không rượu chè, không tà dâm, rồi không trộm cắp, rồi không có nghiện hút. Rồi nghiện hút là những cái chất cấm, ma túy, xì ke, những cái chất gây nghiện đó. Thì các bạn nếu mà muốn để không còn đau khổ thì các bạn phải giữ được năm giới. Khi mà các bạn giữ giới được thì con người các bạn mới có thể định được. Và các bạn ngồi thiền để mà chăn dắt cái tâm của mình, đừng có để cho tâm mình nó chạy như ngựa hoang, nó chạy như là khỉ, thì con người của các bạn mới sáng suốt, mới có thể bình tĩnh, mới có thể bình an một cách thật sự được. Đây là lời em khuyên chân thành dành cho chị. Và chị nói với em rằng nếu có những cái tài liệu hay gì gửi cho chị thì em đã gửi cho chị rồi. Cái kênh Bậc Thầy Tâm Trí ấy, là một cái kênh rất là ích lợi. Rồi cái kênh mà Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay cũng là một cái kênh rất là hay. Rồi cái kênh mà Truyền Phá Chánh Pháp cũng là những cái kênh rất hay. Kênh Sư Cô Tâm Tâm cũng là một kênh rất hay. Và rất là nhiều kênh khác. Nếu các chị, các bà lớn tuổi thì cũng nên để dành thời gian của mình để lắng nghe, để mà học Phật. Hoặc là các bạn, các chị xem cái bộ phim nói về cuộc đời của Đức Phật, hoặc là xem những bộ phim về nhân quả, cũng sẽ giúp cho các chị, các bạn hiểu những cái vấn đề mà mình đang khúc mắc. Mình tự tìm lấy cái lời giải đáp của mình trong những cái bộ phim đó. Khi nào mà các chị sám hối, em bày cho các chị một cái phương pháp nữa nè. Chị nào mà sám hối, các chị sám hối có rất là nhiều phương pháp sám hối. Các chị có thể sám hối theo phương pháp của bên phía Tịnh Tông, hoặc là các chị sám hối theo phương pháp Thiền Tông. Em thì quy y bên phái Thiền, do đó là em sám hối Thiền Tông ha. Thì khi nào mà các chị sám hối mà các chị tự nhiên thấy các chị chảy nước mắt ra, mà các chị không buồn tình, không buồn gì hết, là lúc đó các chị sẽ thấy ở trong con người của các chị sẽ có những cái điều diệu kỳ. Các chị sẽ thấy diệu duyên đến với các chị. Còn các chị hỏi em là thấy cái gì thì em xin thưa là em không có trả lời, và em sẽ nói rằng em không biết. Các chị phải sám hối được đến một mức độ đó thì các chị sẽ thấy là thân tâm của các chị rất là trong lành, trong sạch, gọi là trong veo, gọi là tĩnh lặng. Các chị hãy làm điều đó đi. Nếu mà với các chị không có quá gọi là nghèo, không có quá gọi là lăn lộn với đường đời, thì hãy tu tập cho mình để mình chuyển hóa được cái nghiệp chướng của người đàn bà. Đừng có bám chấp vào người đàn ông như vậy, rất là đáng thương. Trong cái tình huống của chị thì em thấy rằng chồng của chị không phải là cái người đàn ông đáng bỏ. Anh là một người rất là thương chị. Chị hãy trân trọng điều này. Chồng chỉnh sửa một chút, chồng học đạo nhiều hơn, vợ dịu dàng nhiều hơn, thì gia đình của chị sẽ được hạnh phúc chị nhé. Đừng có đi tìm kiếm đến những cái nỗi khổ đau. Chị là người đã hiểu Phật, hiểu đạo và rất là yêu cái công việc là nghe Pháp. Thì chị cũng giống như em, là mỗi ngày nghe Pháp của thầy này, cô kia, mình cảm thấy cuộc đời rất hạnh phúc. Công việc của chị, tay nói miệng làm, tai nghe lời Phật dạy, thì chị đã có phước rồi. Bây giờ chị chỉ cần làm sao cho chị dịu dàng nữ tính thôi. Vấn đề là mình làm nhiều quá đấy chị. Mình cũng nóng nảy, mình cũng mệt mỏi chị ạ. Con chị bây giờ đã lớn, chị không còn phải nuôi con vất vả nữa, thì tại sao chị lại cứ quay cuồng trong cái nghiệp mà tham tiền như thế? Tham tiền cũng đâu phải là tốt đâu chị. Người mà tham tiền khiến cho mình khổ đau, mà chị thấy đó, chị làm rồi ai hưởng? Đem đi cho một người đàn bà khác hưởng. Chị thấy đó, chị đâu cần thiết phải khổ như thế. Có rất là nhiều người tham. Tham để làm cái gì? Tham để mà vô dựa cột, để mà ở trong nhà đá, để mà bị xử bắn, để mà bị cái án tiêm thuốc độc. Chị thấy cái tham đó có đáng tham hay không? Tham rồi mình có được hay không? Mình không ăn được, mình không xài được, mình không sử dụng được, mà nghiệp chướng đằng đằng vào thân. Cái người phụ nữ đó có khôn không hả chị? Đấy, những cái lời nói em chân thành chia sẻ với chị là như vậy. Mình giảm làm bớt lại, vẫn làm những công việc có ý nghĩa, có ích cho đời, nhưng mà đừng có tham tiền đến một mức mà mình phá hủy đi cuộc sống của mình, mình phá hủy đi cái con người của mình. Mình không có làm cái việc gì gọi là để cho mình có ích. Mình có làm việc, nhưng mà mình phải vun trồng cái cây phước đức của mình, cái cây đức hạnh của mình, cái cây gọi là cái cây bồ đề tâm của mình chị nhé. Dành thời gian nhiều cho cái việc tu tập,
mình cũng đã lớn tuổi rồi, mình cũng đã trải qua một kiếp sống con người rồi, mình cũng biết đâu là thượng vàng hạ cám, mình cũng biết đâu là đá, đâu là vàng rồi. Thì mong rằng chị tĩnh tâm lại, chị bình tĩnh lại, nhìn về cái cuộc sống một cách khách quan hơn, rộng lớn hơn, chị xây dựng một cuộc đời có chất lượng á chị. Chị có nghe em nói không? Một cuộc đời có chất lượng chứ không phải là một cuộc sống giàu sang. Một cuộc sống giàu mà không có chất lượng thì đừng có nên giàu, mà chị hãy xây dựng một cuộc sống có chất lượng. Một cuộc sống có chất lượng là một cuộc sống bình yên, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống mãn nguyện. Mặc dù có thể là ngoài kia có rất là nhiều sóng gió, nhưng riêng nội tâm của chị không có bị chao đảo. Bởi vì sao? Hạnh phúc chân chính là do ở bản thân chị. Người ta có tác động đến nhưng mà chị không buồn thì chứng tỏ là chị có sức mạnh. Người ta nói đến với chị mà không làm cho chị đau thì chứng tỏ là chị có sức mạnh. Còn cái người mà dùng cái nắm đấm để giải quyết vấn đề, tức là liên tục phải đấm như thế này giải quyết vấn đề, thì người đó là cái người tâm yếu đuối chị nha. Chị không đánh người ta mà chị giải quyết được vấn đề, chị dùng cái sức mạnh của chị để chị xoay chuyển được cục diện thì chị mới là người có sức mạnh. Không phải ở nắm đấm mà chị có thể giải quyết, mà chị đánh người ta riết là có cái nhân quả trong việc đánh đấm chị nha. Thế nên là mình không muốn bị đau thì mình đừng có làm tổn thương người ta theo cái cách đó. Mình đừng có biết, mình biết đó là người ta yếu thế mà mình cứ ra những cái chiêu thức như thế thì coi như là mình cũng làm tổn phước của mình đấy chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn em là người tư vấn trong tình huống của chị. Rất là cảm ơn 4 tiếng gấp của chị trong đêm. Xin chúc cho chị Bồ Đề Tâm ngày một tăng trưởng, yêu thương anh nhiều hơn, trân trọng người bạn đời của mình, cũng như là dịu dàng với người đàn ông mà chị yêu chị nhé. Rất là cảm ơn chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nơi có tình yêu, nơi tình yêu có, nơi đó không có nỗi lầm. Đó là lời nói tôi muốn chia sẻ cùng với rất nhiều người đàn bà. Bạn đã thực sự yêu một người hay chưa? Hay là bạn chỉ có yêu người đàn bà đó theo bản ngã, theo cái cách của bạn thôi? Đó, đấy là những lời cuối cùng em muốn chia sẻ cùng với chị. Rất cảm ơn chị và rất cảm ơn và trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã lắng nghe một video như thế này. Xin chào.